có một người đó ở Niga. Supin cô nhỉ? Thôi bây giờ đổi lại. Uống cà phê thì bây giờ cô nói cho Supin. Miyaneo. Onika. Onitu. Cô gọi là Onitu những người chị. Onitu đi. Onu. Supin hay là cô? Supin ha chào cô. Hey sợ. Hay là gì đây? Hanika đi. Cho đuôi sao? Supin ha chào cô Hanika. Nên. Onu. Onu rừng, onu Supin ha chào cô Hanika. Nên. Come on ở té. Hoặc là nên. Mà nam em ở té nên có phi mà sư đem ở té. Vâng vâng. Nên. Có phi đừng. Mà sư đem ở té. Đây là gỗ chính diện. Còn cô từ chối vì sao cô tạo cô về đây? Tại vì đây, đây là cô có gom lời nói của người thứ ba ở đây. Mian, xin lỗi các bạn. Tại vì là gì đây? Hôm nay cô không đi được là vì gì đây? Có những cái người bạn khác, người chị khác rủ cô hôm nay đi shopping rồi nên là ngày mai thì thế nào đây? Như thế đi, sắp phiên hạ có hai cả nên có phía đâu mà xin mang ổ tế. Ổ tế ô. Ok được chưa? Dần dần sẽ thông suốt hết thôi các bạn. Cô ví dụ được đơn giản chứ. Bây giờ đi làm bài tập được cho lớp. Còn thắc mắc gì nữa không? Giờ làm cho thử vài câu thì mới tiếp ha. Cho thử vài câu xong quay lại làm luôn nha. Lần này làm câu dài thì xem thế nào ha. Câu thứ nhất. Bạn bạn Lan ngủ là hôm nay cùng nhau làm món ăn quê hương. Hôm nay là món ăn quê hương. Ở tại nhà. Bạn Yuna ngủ là hôm nay là món ăn quê hương ở tại nhà. Hôm nay cùng nhau làm món ăn quê hương ở tại nhà. ở tại nhà Câu tiếp theo luôn hả con? Câu Ừ, câu tiếp theo luôn đó, cho các bạn làm câu dài này. Ở tại nhà. Nếu như có thời gian nha. Nếu như có thời gian. Vào 5 giờ chiều.
Ủa cô, là nó đang còn một câu hả cô, hay là nó tách ra hai câu rồi cô? Tại nhà nếu như có thời gian hai câu ha, chấm cái đây câu thứ hai ha. À không phải là gì đây à, mà một câu đâu, cô có thể nói hai câu này không cần phải chấm nha, làm luôn, sử dụng ninh tê các bạn, không cần nói là một câu luôn, sử dụng ninh tê đó thành một câu đấy, khúc đó là sử dụng ninh tê ha. Cô nói vậy chắc là tí nữa các bạn làm được đúng không? Nếu như có thời gian thì chiều 5 giờ hãy đến nhà bạn ấy. Chiều 5 giờ, vào chiều á, 5 giờ chiều đấy, à, vào 5 giờ chiều hãy đến nhà bạn ấy. Hãy đến nhà bạn Chiên đấy đó. À bạn Lan đấy đấy, không nhầm. Cô thấy cái cô ở tại nhà đấy là nó thuộc cái dòng của cô trên cô một đấy ạ. À đúng rồi. Mình phải sắp xếp Bạn làm là sao? hôm nay cùng nhau làm món ăn quê hương ở tại nhà là hết một cô trên đúng không ạ? Bây giờ các bạn này, cô nói chỉ có một câu một thôi. Các bạn làm chỉ có một câu một thôi, các bạn làm sao thành một câu đi. Chỉ có một câu một thôi đó. Bây giờ suy nghĩ thử xem, bây giờ làm câu này trước nè. Rồi trả lời xong cho cô cho là câu này trước đầu tiên nè, chỉ có một câu thôi các bạn. Rồi bây giờ à, câu trả lời Ý cô là ghép hai câu lại là một đúng không? đúng rồi, nó chỉ có một câu thôi, không chia là hai dấu chấm, làm có khả năng là hai suy sale. Suy nghĩ được không? Hai số sổ. À hai suy sale, yeah, sẽ để sale. Rồi bạn kia mới trả lời. Bạn kia mới trả lời. Vâng, có gì? Vâng, à không có gì, có gì các bạn nghĩ thế đó. Vâng. Vâng. Vào 6 giờ tôi sẽ đến. À 5 giờ nãy 5 giờ cô nhầm, vào 5 giờ chiều tôi sẽ đến. Tôi sẽ đi đến đấy. Vâng, vào 5 giờ chiều tôi sẽ đi đến. Vâng, vào 5 giờ chiều tôi sẽ đi đến. Câu tiếp theo. Rồi câu tiếp theo các bạn để còn một tí, các bạn có bao nhiêu tí? Rồi câu tiếp theo. Bạn Lan à, tiếp tục hồi nãy Lan rồi đúng không?
bán du chin. Gũ tháng sau. Đã gũ tháng sau đi đâu? Bạn Du Chiên đã gũ tháng sau đi đâu? Bạn Du Chiên đã gũ tháng sau đi đâu vậy? Đó, hỏi. Bạn kia mới trả lời. Vì ở Busan có biển đẹp và nhiều thức ăn ngon nên bạn ấy ngủ tháng sau đi Busan. Vì Busan có biển đẹp và nhiều thức ăn ngon nên bạn ấy rủ tháng sau đi Busan. Bạn ấy rủ vào tháng sau đi Busan. Bạn này hỏi tiếp. À, câu khác nha các bạn. Câu số 3 ha. À, cô nhập. Câu số 3. Bạn sẽ chuyển đi nơi khác à? Bạn sẽ chuyển đi nơi khác à? Chuyển nhà đấy các bạn, đi xa đấy. Bạn sẽ chuyển nhà đi nơi khác à? Bạn sẽ chuyển nhà đi nơi khác à? Bạn kia mới trả lời. Vâng. Vì xa nơi làm của chồng nên chồng ngủ là chuyển nhà, chồng ngủ là chuyển nhà đến nơi gần công ty hoặc là gần chỗ làm. Vì xa công ty của chồng á nên chồng ngủ là chuyển nhà đến gần công ty của chồng hoặc là gần cái nơi làm việc của chồng. Hai cái nào cái này cũng được ha, hai cái từ đấy. Rồi, câu tiếp theo. Ba câu đúng không? Cô cho tầm 5-6 câu ấy. À.
Bạn Ninh Chê Vũ là thứ bảy tuần này. Thứ bảy tuần này. Cùng nhau đọc sách ở thư viện. Cùng nhau đọc sách ở thư viện. Bạn cùng đi không? Bạn cùng đi không? Bạn kia mới trả lời. Xin lỗi, vào thứ bảy tuần này. Mẹ tôi rủ tôi. Mẹ tôi rủ đi leo núi. Nên chắc là sẽ không đi đến thư viện. Nên chắc là sẽ không thể đi đến thư viện. Câu tiếp theo. Hôm nay hôm nay bạn không gặp bạn à? Hôm nay bạn không gặp bạn à? Bạn kia mới trả lời. Vì bạn hôm nay đột nhiên có công việc gấp nên bạn ấy ngủ ngày mai gặp. Cô cho câu cuối cùng ha. Cô ơi, cô đọc lại câu vừa nãy thì cô. Câu hết cả câu luôn ha. Vâng. Hôm nay vì sao không gặp bạn đấy? Vì sao đã không gặp bạn? Bạn kia mới trả lời. Vì bạn, bạn đó đấy, có việc gấp, đột nhiên có việc gấp. Nên bạn ấy ngủ ngày mai gặp.
ok được chưa? Dạ rồi. Rồi câu cuối cùng. Bạn Yuna lúc nãy đã nói gì vậy? Bạn Yuna lúc nãy đã nói gì vậy? Bạn kia mới trả lời. Bạn kia mới bảo. Vì ngày mai không đi làm. Nên bạn ấy ngủ đi nhìn ngắm hoa. Nên bạn ấy ngủ. Nói đi. Bạn ấy bảo ngày mai không đi làm đúng không cô? À, bạn ấy bảo ngày mai vì không đi làm nên ngủ đi ngắm hoa. Gai à, bây giờ là sắp hết thời gian rồi. Bây giờ cái bài đấy các bạn không làm nha, thì để lớp làm nha lớp. Về không làm trước nha lớp. Bạn nào làm trước à, trước khi là cô gì đây, hôm sau mà cô sửa là các bạn phải chụp ảnh cho cô cái bài không có một cái từ hay tiếng Hàn ở trong đó nha. À, làm tiếng Hàn luôn đúng không? Càng tốt, càng tốt. Cái là cô đọc tiếng Việt, các bạn làm tiếng Hàn đúng không? Mình phải luyện từ từ đi các bạn. Bây giờ ha, ghi để đó, nó còn thời gian là luyện luôn. Nhưng mà các bạn ha, nếu như cô vừa đọc tiếng Việt mà các bạn viết tiếng Hàn luôn thì càng tốt. Còn nếu không, tại vì cái câu đầu tiên cô đưa cho em viết luôn không được quá quá dài, tại vì không lẽ là sợ nó lúc cô kiểm tra luôn ấy không đọc được, nên là thời gian có thời gian tí nào là viết lúc đấy luôn. thì các bạn đọc từ từ các bạn, nếu như mà không sửa được thì cô sẽ nói dần dần cho các bạn nói lên luôn, mình nói luôn, tập nói cho nó quen ha. Bây giờ bắt đầu là nói, mình không viết nữa. Viết là bài viết cô cho bài viết rồi đúng không? Đó là thời gian chúng ta viết rồi. Thì bây giờ trên lớp chúng ta học quen rồi, khi nào các bạn học quen thì cô mới dám cho. Còn bây giờ mà các bạn học mới vừa học mà cô vừa cho cô làm này thì đâu có dám cho được. Các bạn học quen rồi đúng không? Bây giờ mình quá quen với cái thao tác đó rồi, thì bây giờ cô cho thời gian thì bắt đầu phải nghĩ. Nhưng mai mốt mình đi ra đường
mình gặp người ta hỏi đợi thời gian nghỉ cái là chết rồi, người ta đi mất tiêu rồi. Đúng không? À, nghĩ cái nào bắn cái đấy, nhưng bây giờ tập thời gian nghĩ làm sao cho nó quen đi. À, từ từ nó sẽ quen thôi các bạn à, dần dần nó sẽ quen thôi. Ví dụ như trong trường hợp như cô nói này, những cái này này, những cái ví dụ này này, cô nói thật sự là ở đây trong đầu cô nghĩ ra đấy các bạn, cô nói thật, không có à, trong dựa vào ví dụ ở trong sách trường vở hay nói cái này cái trong cái nào cả, mà tự nghĩ, vừa cô vừa giảng các bạn mà cô tự nghĩ là tại vì cô nghĩ trong đầu nó quen rồi. Kể cả bài học nó như thế nào cô nói rất bạn nhiều lần rồi, nó sẽ từ từ nó quen, mới ban đầu nó không quen nhưng từ từ nó sẽ quen, các bạn phải luyện nhiều mới được đó. Cái từ từ cái mình mới 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 nghĩ ra như thế nào là mình nói luôn được luôn đó. Chính vì như thế, một cách thứ nhất là cô viết, cô nói tiếng Việt, cô các bạn viết tiếng Hàn luôn cả cả ok. Còn cách thứ hai là khi viết xong các bạn quay lại các bạn nhìn tiếng Việt, bảo bạn nói luôn cho cô tiếng Hàn, không có cần thời gian để suy nghĩ cho nó quen các bạn, lưu ghi cho nó quen ha. Từ từ thời gian đầu nó hơi chậm chậm hoặc là hơi còn mà không biết ghép như thế nào, là chính là khi trong văn nói đấy các bạn, khi các bạn nói ra mình đâu có biết ghép như thế nào, chưa chuẩn bị tinh thần sẵn ha, đúng không? Thì giống như trên lớp thôi, cô cho câu cái quay lại cô nói luôn chết, làm sao chưa có chuẩn bị tinh thần sẵn chưa có phát ra được, thì dần dần từ bắt đầu từ hôm nay xem khả năng mình đến đâu, khả năng mình có đấy nhưng mà chưa bộc phát. Cô sẽ gì đây, môi móc ra cho các bạn ra ha, khả năng của các bạn. Vậy đây cô sẽ ví dụ giống như là vậy đây, các bạn có khả năng đấy nhưng mà mình chưa có hết sức, giống như vậy mình chưa làm hết sức. Giống như là các bạn có khả năng chạy nha nhưng mà chưa có ai đuổi, chưa chạy, đi từ từ. Ví dụ như cô nói các bạn đấy, à khi đi một cái cung đường này nè, đi khi nào đến thì thôi mình có thời gian mà, à, đi tèn tèn ngắm hoa ngắm trăng, nhưng phía sau bạn có một cái gì đuổi đến, bắt buộc phải chạy thôi, bắt buộc phải chạy nhanh thôi, không chạy được cũng không được, bắt buộc phải chạy thôi. À chạy riết thì cái bắt đầu nó quen chứ, chạy nhanh thôi, đi riết thì nó cũng quen đường mòn đường đấy các bạn. Nên là gì đây, cho nên là ha, cố gắng ha, từ hôm nay ha đừng làm ha, hoặc là gì đây ghi được tiếng Việt hoặc ghi được tiếng Hàn được thì ok, còn không thì để đấy ngày mai mà đọc lên câu nào nghĩ nói câu đó, vấp thì là sửa, vấp thì là sửa lại ha. Ok đó nha, dừng tại đó ha, coi cho phép suy nghĩ trong đầu nhưng không cho phép viết ra nha. Suy nghĩ trong đầu rồi ok. Riêng cái câu đầu ấy cô xem trong đầu riêng tiếng Việt em còn không nhớ, không nhớ thì được nói chính ra. Cố gắng sẽ được, sẽ được thôi, sẽ được, tiềm năng của chúng ta lôi ra hết rồi. Còn hỏi cô gì nữa không? Ngữ pháp chào cô hoa tạ cô. Ừ. Tức là cái đuôi là lục, cái là đuôi rủ rê đề nghị đúng không cô? Cái là lời nói gián tiếp mà là câu đề nghị rủ rê đúng không cô? À không, chúng ta gián tiếp hình thức gũ ghê đề nghị thôi, chứ ở cái dạng này nó không phải là gũ ghê đề nghị trực tiếp ha. Chúng gián tiếp lời Nếu nói. Như thường thường gặp chúng cái câu là nếu cái câu phải là dùng ưng ca dồn, ưng kê dồn, nhưng mà nó đã là chuyển thành gũ ghê đề nghị thì nó sẽ bỏ ưng kê dồn hả cô? Đâu, kê rồi đó phải là gũ ghê đề nghị các bạn. Sẽ. À, đuôi kê vô là sẽ mà. Cái đuôi hồi nãy cô cho có cái bài này nè. Ừ. Ủa, đâu rồi ta? À, nè có nè cô, là thứ bảy tuần này cùng nhau đọc sách ở thư viện, bạn cùng đi không? Cạnh kê dồ ảo và cạnh kê dồ là tôi đủ là đề nghị là mình sẽ dùng là tạo cô hoa trà. Đó, không 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 không, bạn đây nói trực tiếp mà, vâng tôi sẽ đi, hiểu chưa? À, cái bạn này nói trực tiếp mà đâu có gián tiếp này đâu. À, bạn ấy gủ lại đó, à nè nên thanh cây rồi, vâng tôi sẽ đi là nói cái lời của mình nói mà đâu có gián tiếp gì đâu Bạn cùng đi không là hỏi là có đi hay không đúng không cô? à. Em hỏi cô bạn cùng đi không, cô trả lời Dạ. vâng thanh keo á. Bạn Tức là cái lúc mà hỏi là dùng là tạo cô hai trà đúng không cô? à tạo hả à không 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 các bạn Có cái để đấy cô. đợi cô một tí rồi. Bây giờ nói cái gì đây, à cái này mạng nó yếu cô chưa nghe rõ đây. Bây giờ là hai câu hồi nãy này, câu cái gì đây? Tức là thứ bảy tuần này cùng nhau đọc sách ở thư viện, bạn cùng đi không?
tức là cái từ bạn cùng đi không, tức là nó câu rủ rê đúng không cô, đúng không rồi khi mà đúng tập rồi, tập câu cô đó phải Vũ chậm à, câu Vũ vừa đề nghị nhưng nhưng mà mà cái lúc mà câu trả lời nữa là trả lời câu khác, không biết thế mà tập cô cho chậm nữa là tôi có thể, tôi không thể đi thư viện thì cứ trả lời một cái con có cách thầy đúng rồi, nhưng mà cái câu đó cô thấy thiếu thiếu cái gì cô. mà ừ. Câu đấy là một nửa là nửa đầu tiên là gián tiếp, nữa thứ hai thứ sau là trực tiếp từ dê ấy, đúng Đúng rồi, đúng rồi. Nữa à, gián tiếp là gián tiếp là gián tiếp lời nói của ai gũ rồi cô nghe nói có câu bạn đó. bạn dùng đi là cái đấy À. là gián tiếp, Đúng một câu rồi. mời đi là trực tiếp, nghĩa là một câu gián tiếp là một câu trực tiếp nói với nhau, đúng không cô? Đúng rồi. Ví dụ như là bây giờ ví dụ như cho dễ hiểu nè. Cô nói bạn Linh, Linh ơi. An rủ ngày mai đi đọc sách ở thư viện. Linh có đi không? Đó. À. Thì là An Vũ ngày mai đọc sách ở thư viện là câu của cô hay là câu của ai? Bạn rủ đi nghĩa là gián tiếp. À, gián tiếp. Còn với cô Vũ trực tiếp là ngày mai bà có đi không là câu của ai? Câu À, trực tiếp. câu trực tiếp đó. À, bạn ấy ngủ chứ đâu, cô của cô đâu có ngủ. Rồi cô hỏi là bạn có đi không? Bạn ấy ngủ chứ không, cô không ngủ, đúng không? Cô không phải là người Thế là nói câu câu đó đó. là trực tiếp rồi. Ừ. Cô không phải là người nói câu đó, mà là người thứ ba, người khác hay là cái khác. À, rồi bạn bạn đi hay không, bạn trả lời cho cô đi hay không. Bạn nói là xin lỗi không đi được rồi, tại vì phải đi nuôi ra núi với mẹ rồi. À, mẹ ngủ đi đâu núi, thì mẹ ngủ đi đâu núi, câu đó là trực tiếp hay gián tiếp? Nó là gián tiếp. Đúng rồi đó. À cái đầu tiên là trực tiếp, cái sau là gián tiếp. Cô em đọc cái câu đấy xem được cô xem nhá. À, Ninja Chica Ibon Toyo Ide Tosu qua nế so Jack Kun Ik Chaco Hanente Kachi Kankayo. à ok trả đi sale hả. Ủa sao cậu quên các câu của bạn với ta phát hàng đầu rồi. Rồi câu em là gì? Ibon chu thu yoyin e to so con e so kashi check gun bonen de kashi ka cha go heo À nhỉ, kashi ka cha go kashi ka keo bây giờ kai cái kai yo. à vậy sang cái dấu thì cũng được, không quan trọng, nhưng mà bạn Du Chiên Gũ là đọc sách ở tại thư viện thì chỗ đó mới là gián tiếp các bạn. Câu này của em không có bạn du trình của cô, câu tiếng Việt là thứ bảy tuần này cùng nhau đọc sách ở thư viện bạn cùng đi không? Vậy là em ghi tiếng Việt nhầm cho nên là làm tiếng Hàn nó cũng Thì đó em hổ sao bị nhầm. kỳ ta. À đấy, cho nên là chính vì như thế không có gián tiếp, nên chính vì như thế là ghi tiếng Việt nhầm cho nên là làm nó cũng nhầm. Em cũng ghi như thế nhỉ. Rồi thêm vô ha, thêm vô lại là bạn Du Chin ngủ là à thứ bảy tuần này đọc sách ở tại thư viện, bạn có đi hay không? À, Thứ bảy tuần này cùng nhau đọc sách. Có nhiều lúc chỗ là viết được cái đám này thì đám kia lại quên. Là thì nghe lại em quên tiếng Việt em bảo ủa dịch đúng mà tao sao mà cứ nghĩ nó cực kỳ sao ấy. rồi bây giờ về nhà mình suy nghĩ ha, được phép suy nghĩ trong đầu ha, suy nghĩ có thể là nhìn nhìn chữ Việt suy nghĩ trong đầu à, cho nó quen em không biết ghê ha, rồi lúc Dạ, về em nghĩ chào trong đầu cô được. ạ. À, chào các bạn. Chào Ừ, các bạn. rồi chào các bạn ha. Chào cô, chào các lớp, chào mọi người.